Sữa chua muối phải không? Ok, món này đơn giản, rất là ngon nha. Nguyên liệu bao gồm sữa tươi, sữa đặc, kem dích, một hộp sữa chua có đường, một mix, chân châu bao quy, muối và đá viên. Toàn bộ công thức thì tôi sẽ để ở cuối video các bạn nha. Món này đơn giản, rất là ngon và ai cũng có thể tự làm tại nhà, miễn là các bạn có máy xay. Hãy follow tôi để biết thêm nhiều món mới nha. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.